Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị rất may vàng, đam mê sưu tầm bonsai kỳ trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Cao Đao Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em xin chia sẻ cùng cô chú anh chị mình 25 cây siêu bông bình lợi với lại có cúc thọ hương nữa hết cô chú anh chị. Chỗ của anh Kha thì ở Chợ Lách Bến Tre với cô chú anh chị ha. Dạ em xin phép được chủ clip chia sẻ luôn ạ. Dạ chị xin chào em Kha. Em chào chị, em chào cô chú anh chị trên kênh Cuộc Sống hơn Hậu Giang ạ. Em cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip trước ạ. Số điện thoại của em là 0393 843 842, cũng là số Zalo ạ. Dạ rồi em xin Zalo mã số tiếp theo là mã số 1A. Dạ. Mã số 1A cây siêu bông bình lợi ha cô chú anh chị. 1A là siêu bông bình lợi của chú anh chị. Cái này nó già cơ hết trơn rồi đó cô chú. Dán dán bài luôn ha, có củ đôi nở luôn nha cô chú anh chị. Giao hoành là 24. Dạ. Củ đế này là 38. Chiều cao 80. 8090. Dạ mã số 1A một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1,2 triệu em bao ship. Dạ. 1,2 triệu nha cô chú anh chị. Cái này ship xa em sẽ không ship chậu nha cô chú anh chị. Mấy này nó già cơ hết trơn à. 1,2 triệu em bao ship. Em sẽ không ship chậu. Mã số 2A. Dạ mã số thứ hai là mã số 2A. Một cây siêu bông bình lợi. Cái phôi vườn sát lớn nha cô chú anh chị. Dạ hoành là 36. Dạ. Chiều cao là 1 m. Tán ngang là 88. Dạ mã số 2A. Một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1,6 triệu em bao ship. Cái hàng này nó già cơ. Cái này ship xe em bao tặng chậu cho cô chú anh chị luôn. À. Đóng kiền gỗ. Cho Tết Vivo hết cô chú anh chị ship được 50 tiếp. Hoành to sắc lớn luôn nha cô chú anh chị ha. Dạ là mã số 3A. Dạ mã số thứ hai mã số 3A. Cây siêu bông bình lợi. Hoành là 20. Dạ, củ nở luôn nha cô chú anh chị. Củ đế đặt này là 46. Chiều cao 90. Tán ngang là 78. Dạ mã số 3A một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 950 em bao ship, em sẽ không ship chậu. Dạ. 950. Cái bông dép này dài thuộc được luôn rồi cô chú anh chị ha. Mã số 4A. Dạ mã số thứ hai mã số 4A. Đa số là phun lùng mà cái tàn thùm lum thôi cô chú anh chị ạ. Một cây siêu bông bình lợi. Hoành là 26. Dạ. Chiều cao là 85. Tán ngang là 90. Dạ mã số 4A một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1,3 triệu em bao ship, em sẽ không ship chậu. Hàng này giờ lấy bo ghép đã luôn mà chơi Tết cũng ok lắm nha cô chú anh chị. Mấy cái bo ghép nó cỡ thằng út hết trơn rồi ha. Dạ rồi. Mã số 5A. Dạ mã số thứ hai mã số 5A. Một cây siêu bông bình lợi. Dán hơi siêu siêu hết cô chú anh chị. Dạ hoành là 31. Dạ. Nguyên cái bệ cũng thế luôn ha. Chiều cao là 1 m 1. Tán ngang 1 m. Dạ mã số 5A một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1,9 triệu em bao ship. Dạ. Cây này tặng chậu luôn cô chú anh chị. Còn cái bo ghép có bằng ống út luôn rồi nha cô chú anh chị ha. Mấy này mình lấy bo là chất lượng luôn đó mấy cô chú anh chị. Dạ ạ. Dạ mã số 6A. 6A. 6A là một cây siêu bông bình lợi của chính chị. Hoành là 21. Chiều cao 83. Tán ngang 70. Dạ mã số 6A một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 900 em bao ship.
Dạ. Em sẽ không xếp chậu. Mấy cái này nó già cơ, chậu kép bự bự hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Có một số cây nó ôm nút nụ kim luôn nha cô chú nha. Dạ rồi. Dạ mã số 7A. Dạ mã xếp tiếp theo mã số 7A. Một cây si bông bình lợi. Thân rộng lắm nha cô chú anh chị. Hoành là 21. Cái đặt này là 32. Chiều cao là 70. Tán ngang là 90. Và mã số 7A, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1 triệu em bao ship. Dạ. Tặng cậu luôn của chính chị. Dạ, mã số 8A nha cô chú anh chị. Dạ mã số tiếp theo mã số 8A. Cây này đang đi thêm cây đặc mới mất ruột luôn cô chú anh chị ha. 8A là một cây si bông bình lợi của chú anh chị. Hoành là 23. Cụ đế này là 45. Chiều cao là 62. Tán ngang là 70. Dạ mã số 8A một cây si bông bình lợi này em xin giao lưu là 1 triệu mốt cái bao ship. Tặng chậu luôn. Cây này thì có cái cành hồi, có cái thân á, lắc cũng rất là gắt luôn hết cô chú anh chị nha. Cây này khi ship em sẽ vui dây chỉnh sửa lại cho dạ. Cô chú anh chị. Dạ rồi. Cây mã số 9 nè. Cây này lùng lực nha cô chú anh chị ha. Một cây siêu bông lợi. Hoành chỗ di tế này là 30 cô chú anh chị. Còn hoành ở giữa di tế này là 21. Chiều cao là 70. Tán ngang là 65. Và mã số 9A một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1 triệu rưỡi em bao ship. Dạ. Khi ship em sẽ vô dây chỉnh sửa cho cô chú anh chị. Bao ship tặng cậu luôn. Tiếp 4 bò luôn nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Mã số 10A. Và mã số tiếp theo mã số 10A. Cây dáng trực nha quý cô chú anh chị. Một cây siêu bông bình lợi. Củ đế nở. Hoành 28. Chiều cao 96. Tán ngang 80. Và mã số 10A một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1 triệu rưỡi em bao ship. Tặng chồng. Dạ. Cây này cũng đều tàn á cô chú anh chị. Dạ, mã số 10. Mã số tiếp theo mã số 11A. 11A. Một cây siêu bông bình lợi của chú anh chị. Dáng nó hơi siêu siêu ha cô chú anh chị. Hoành là 20. Dạ. Chiều cao là 1m. Tán ngang là 80. Và mã số 11A một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 850 em bao ship. Dạ. Em sẽ không ship chậu. 850 cô chú anh chị. Mấy này nó già cơ cho nó đang ôm nút nụ kim luôn á cô chú anh chị. Dạ rồi. 12A. Dạ mã số tiếp theo mã số 12A. Một cây siêu bông bình lợi. Dạ, cũng thấy nở nha cô chú anh chị. Hoành là 28. Chiều cao 95. Tán ngang là 90. Dạ mã số 10 12A một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1 triệu 2 em bao ship. Dạ. Siêu bông bình lợi nha cô chú anh chị. Chọc ghép vào cả bà con Út hết trơn luôn á mấy cô chú. Dạ, dạ. Dạ mã số tiếp theo mã số 13A. Cũng cây bình lợi luôn cô chú anh chị nha. Dạ hoành 24. Cây này thì quá trời cái nồi đế luôn à. Bề đế đặt này là 60. Chiều cao là 72. Tán ngang 80. Và mã số 13A một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1 triệu rưỡi em bao ship. Dạ.
tặng chậu luôn cô chú anh chị. Nguyên một cây tối đế luôn nha cô chú anh chị. Khi ship em sẽ về chỉnh sửa cho cô chú anh chị. Dạ. Dạ, cây mã số 14. 14A. 14A là cây xi-bông bình lợi. Quá sức cái tàn cô chú anh chị. Chậu hoành là 26. Dạ. Chiều cao là 70. Tán ngang là 80. Dạ, mã số 14A, một cây xi-bông bình lợi này em xin giao lưu là 1.300.000 bao ship. Dạ, khi ship em sẽ về chỉnh sửa cho cô chú anh chị. Cái này có đế luôn nha cô chú anh chị. Dạ, dạ. Số 14A. Dạ, mã số 15A. Cái này hiện phơm lùng hả cô chú anh chị. Mã số 15A là một cây xi-bông bình lợi cô chú anh chị. Dạ, hoành là 20. Chiều cao là 60. Tán ngang là 67. Và mã số 15A, một cây xi-bông bình lợi này em xin giao lưu là 800.000 bao ship. Dạ. Em sẽ không ship chậu. Bo ghép bự bự hết trơn rồi cô chú anh chị ha. Dạ rồi. Mã số tiếp theo là mã số 16A. Cây này lùng lực củ đế nở luôn á cô chú anh chị. Một cây xi-bông bình lợi của chú anh chị. Hoành là 22. Dạ. Củ đế đặc này là 47. Chiều cao là 60. Tán ngang 60 luôn. Dạ, mã số 16A, một cây xi-bông bình lợi này em xin giao lưu là 1.000.000 bao ship tặng chậu. Dạ, cây lùng lực mình vô chậu đẹp đẹp xíu nó chơi bonsai là ok hết cô chú anh chị. Dạ rồi. Mã số 17. Dạ, mã số tiếp theo là mã số 17A. Cây này phơm dáng trực mà có củ cho bá luôn hết cô chú anh chị. Chiều hoành là 30 đúng luôn. Yeah. Chiều cao là 93. Tán ngang là 80. Và mã số 17A, một cây xi-bông bình lợi này em xin giao lưu là 1.900.000 bao ship. Cái này tặng chậu luôn. Điều tàn hết trơn rồi nha cô chú anh chị ha. Khi ship em sẽ vô dây chỉnh sửa cho cô chú anh chị. Dạ, 1.900.000 mã số 17A cô chú anh chị. Mã số 18A. Dạ, mã số tiếp theo là mã số 18A. Một cây xi bông bình lợi. Dạ, ghép 4 bo hơi bo bự ha cô chú. Hoành 26. Nguyên một bệ đế luôn á. Chiều cao 75. Tán ngang 88. Dạ, mã số 18A, một cây xi bông bình lợi này em xin giao lưu là 1.200.000 bao ship. Dạ. Tặng chậu luôn cô chú anh chị. Dạ, cơ hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Nó lên nút mũ kim luôn á. Dạ, mã số 19A. Dạ, mã số thứ hai mã số 19A. Dạ. Dạ, dán trực củ đế nở là củ đế đặc luôn nha cô chú chị nha. Dạ, hoành là 30 đúng luôn. Chiều cao là 90. Tán ngang là 1m. Dạ, mã số 19A. Một cây xi-bông bình lợi này em xin giao lưu là 1.600.000 bao ship tặng chậu. Quá chất cái tàn của chú anh chị ơi. Chậu ghép bụi chán luôn đó chú anh chị. Mã số 20A. Dạ, mã số tiếp theo mã số 20A. Một cây xi-bông bình lợi. Hoành là 27. Dạ. Cái này cũng nguyên một bệ đế luôn đó cô chú anh chị. Chiều cao là 95. Tán ngang là 95 luôn. Dạ, mã số 20A, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1.400.000 em bao ship tặng chậu luôn. 1.400.000 cho chú anh chị nha. Quá sức cái tàn của chú anh chị. Hàng này cũng già cơ hết trơn rồi cho chú anh chị. Ra đây mấy cái này vô đây cái bị ơi. Dạ, cái này ra đây cái.
Mã số 21. Dạ mã số tiếp theo là mã số 21 A. Hoành là 30. Cái này cũng cũ đấy cho bá luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao là 90. Tán ngang là 90 luôn. Dạ mã số 21 A, một cây siêu bông mình lợi này em xin giao lưu là 1,5 triệu bao ship. Dạ. Tặng chậu luôn cô chú anh chị. 1,5 triệu nha cô chú anh chị ha. Chọc ghép là khởi bằng ngón út cũng chỏ luôn đó cô chú anh chị. Cây này thì mình ghép chỉ có 3 bo thôi, 4 bo nha cô chú anh chị nha. Nhìn cái nồi đế quá trời luôn à. Nhanh rồi. Mã số 22A. Dạ mã số tiếp theo mã số 22A. Một cây siêu bông mình lợi. Hoành là 24. Chiều cao là 1 m. Tán ngang là 80. Và mã số 22A, một cây siêu bông mình lợi này em xin giao lưu là 1,1 triệu cái bao ship. Dạ, 1,1 triệu. Cái này ship xa em chắc không ship chậu rồi cô chú anh chị. Dạ. Toàn đều mà hàng già cơ nha cô chú anh chị, đế nó cũng gom cục đế luôn á. Dạ rồi. Mã số 23. Dạ mã số tiếp theo mã số 23A. Một cây siêu bông mình lợi. Hoành là 29. Dạ, cũng quá trời cái củ đế luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao là 1,04 m. Tán ngang 90. Dạ mã số 23A, một cây siêu bông mình lợi này em xin giao lưu là 1,9 triệu bao ship. Dạ. Tặng cậu. Nó đi cơi đọt dài thuộc luộc luôn đó cô chú anh chị. Dạ, dạ. Dạ mã số tiếp theo mã số 24A. Một cây siêu bông bình lợi. Dạ hoành là 26. Dạ. Củ đế này là 35. Cây dán trực tàn thông đế cũ nở luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao là 1,23 m. Tán ngang 1,3 m. Dạ mã số 24A, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 2,2 triệu em bao ship. Dạ. Cái này mình ghép vô mai tàn á cô chú, mình có nhu cầu lấy bo nhân giống cây này. Lấy bo phủ phê luôn ha. Còn cây 25 đó cô chú anh chị, trên cặp được 24-25 trên cặp được. Cái này ghép đủ chi đều tàn hết trơn, cái phôi cũng có cành đều nữa nha cô chú anh chị ha. Dạ rồi. Mã số 25A. Dạ mã số thứ hai mã số 25A. Một cây siêu bông lợi cô chú anh chị. Cái này cũng ghép phơm tàn thông luôn cô chú anh chị nha. Hoành là 25,5 m. Đế khá đế nha cô chú anh chị. Chiều cao là 1,07 m. Tán ngang là 1,1 m. Dạ mã số 25A, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1,9 triệu bao ship. Dạ. Tặng cậu. Này mình ghép đủ chi đều tàn luôn rồi. Cái này chỉ có bị lỗi ở đây là cái nhánh hồi đó, cái nhánh này vận chuyển nó bị tét hai nhánh này cô chú anh chị. Tét khỉnh đây nè. Dạ. Dạ mã số 25A cũng là mã số của clip của em luôn. Em cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip trước ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại. Dạ em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn với cô chú anh chị nha.